Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của VR Review. Hiện tại thì trên tay mình đây đang là chiếc smartphone mà có lẽ là nó sẽ được khao khát nhất ở trên toàn thế giới bây giờ, iPhone 12 Pro. Và trong video này thì đúng như cái tiêu đề, mình sẽ đưa ra một số những cái lý do sẽ khiến cho các bạn phải cân nhắc khi mà chúng ta bỏ ra một số tiền rất lớn để sở hữu được một cái chiếc iPhone 12 Pro như thế này. Đó, thì ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với video nhé. Rồi, trước tiên sẽ qua một chút thì với iPhone 12 Pro, nó là chiếc smartphone mới nhất của nhà Apple ở thời điểm hiện tại. Vậy nên cấu hình được trang bị ở trên nó chắc chắn sẽ là cực kỳ khủng long. Với bộ vi xử lý là Apple A14 Bionic, nghe qua cái tên nó đấy mạnh rồi không nào. Chúng ta sẽ có dung RAM là 6GB, lớn nhất ở trên một chiếc smartphone tới từ nhà Apple. Và bộ nhớ trong của cái phiên bản Pro trở lên thì nó cũng đã là 128GB mặc định. Nhìn qua những cái cấu hình đó thì nó thực sự rất là đáng mơ ước ở trên một chiếc iPhone rồi. Và với một cái số tiền mà các bạn bỏ ra rơi khoảng là trên 1.000 đô, nếu như mà tính khi mà nó về đến thị trường Việt Nam và mức giá để các bạn có thể sử dụng nó ấy, thì nó sẽ là trên 1.000 đô, rơi khoảng tầm từ 28 cho đến là 29 triệu gì đó. Mình tham khảo ở một số cửa hàng tại thị trường Việt Nam thì nó bán là như vậy. Thì liệu rằng nó có thực sự là xứng đáng hay không? Bản thân mình thấy rằng với những thứ mà được trang bị ở trên chiếc iPhone 12 Pro này ấy, nếu như nó thể hiện đúng theo cả những thông số mà Apple đưa ra thì có thể mua được với cái mức giá đó. Tuy nhiên, nếu như xét cái mức hiệu năng trên giá thành với cái số tiền đó ấy, thì cho đến thời điểm hiện tại thì iPhone 12 Pro nó thể hiện vẫn chưa thực sự là đúng lắm và cũng chưa thực sự là quá xứng đáng với cái số tiền đó. Chúng ta có một con chip rất mạnh là A14. Tuy nhiên thì cái con chip này ở thời điểm đầu tiên nó vẫn chưa được tối ưu tốt với cả những cái phiên bản iOS ban đầu như thế này. Chơi game ví dụ như kiểu là PUBG thì nếu như các bạn setting ở mức cao nhất thì đôi khi vẫn sẽ gặp phải một số cái hiện tượng giật lag. Ở trên một số những cái tựa game khác thì nó sẽ không bị, bởi vì có thể là game nó nhẹ hơn hoặc là nó đã được tối ưu tốt sẵn rồi. Nhưng mà với tựa game PUBG là một cái tựa game online mà được chơi khá là phổ biến ở thị trường hiện nay thì nó lại chưa được tối ưu tốt, thì đây cũng có thể coi là cái điểm trừ. Nhưng mình thấy rằng là cái vấn đề này thì cũng khá là quen thuộc thôi. Ở những cái phiên bản phần mềm đầu tiên của nhà Apple thì hầu như là lúc nào nó cũng sẽ gặp phải tình trạng lỗi. Nên là trong thời gian tới thì có thể Apple sẽ cập nhật những cái bản phần mềm khác, hoặc là ở những cái tựa game đó thì ta sẽ được tối ưu tốt hơn, thì sẽ có được những cái trải nghiệm tốt hơn. Nên là nếu xét về mặt cấu hình ấy, thì mình nghĩ rằng không cần phải lo lắng quá. Vấn đề ở đây đó là năm nay thì những chiếc iPhone của chúng ta đã có một cái form thiết kế mới. Cái phần khung viền ấy nó không còn được bo cong nhiều nữa, mà thay vào đó thì nó được làm khá là vuông vức. Đây, các bạn có thể thấy với cái phiên bản iPhone 12 thường của chúng ta là cái bộ khung nhôm nó được kiểu như là sơn phủ lên ấy, thì có hiện tượng bị bay màu. Còn với cái bộ khung thép như thế này ấy, thì cái tình trạng nó sẽ không có. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ gặp phải cái vấn đề giống như ở trên iPhone 12. Đó là nếu như các bạn mà cầm lâu vào cái bộ khung viền này ấy, thì nó sẽ tương đối là sắc tay và thực sự là nó sẽ rất là cấn. Đó, chỉ cần nhìn qua thôi là các bạn cũng có thể cảm nhận được rồi không nào. Cầm lâu thì nó sẽ thực sự là cấn và đây sẽ làm cái trải nghiệm tương đối là khó chịu nếu như so với cả cái thiết kế của đời trước đó. Với cái chiếc iPhone 11 Pro và Pro Max thì mình cảm thấy rằng là tuy là nó nặng nhưng mà cái cảm giác cầm của nó lại thực sự khá là tốt. Nó tương đối là đầm và cái phần mặt lưng và cái phần khung viền ấy nó được làm bo tương đối nên là cầm người ta sẽ rất là thích. Còn với năm nay thì mình cảm thấy rằng nó hơi bị kiểu vuông vức quá nên là cầm lâu sẽ chắc chắn là cấn tay, và với những người mà mới cầm ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải mất một thời gian để làm quen với cái độ cấn đó. Vậy nên nếu như nói về thiết kế thì có vẻ như đây cũng sẽ không phải là một cái sự quá là nâng cấp và sẽ làm cái điều khiến cho người ta phải đắn đo. Hơn nữa thì Apple luôn có một cái phốt, đó là cứ mỗi khi họ thay đổi thiết kế ấy, thì thường nó sẽ gặp phải một cái vấn đề gì đó. Từ đời của iPhone 5S lên iPhone 6 thì chúng ta đã gặp phải cái tình trạng đó là máy dễ bị cong này. Sau đó thì lên iPhone 10 thì nó lại có cái phốt đó là lỗi màn hình này. Và bây giờ từ iPhone 11 Pro đến iPhone 12 Pro thì có thể là ở thời điểm hiện tại nó chưa có lỗi, nhưng mà xác suất về sau thì có thể là sẽ có. Nên nói chung đây là một cái điều mà chúng ta sẽ phải hơi nghi ngại một chút. Mình nghĩ rằng là các bạn nên qua một số những cái đại lý để có thể trải nghiệm được cái cảm giác cầm nắm ở trên cái thiết bị này. Khi mà cảm thấy rằng cái thiết kế này ổn để chúng ta có thể cầm nắm được thì ok, từ đó quyết định mua cũng là chưa muộn được hôm nào. Còn nếu như mà cảm thấy cấn thì mình nghĩ rằng là cái thiết kế này nó vẫn sẽ duy trì trong những năm sau đấy. Có chăng là Apple họ sẽ là bo cong mềm đi một chút để cho người dùng có cảm giác cầm nắm nó là tốt hơn thôi. Chứ còn cái thiết kế này thì các bạn chắc chắn là sẽ phải gắn liền với nó ở trong một khoảng thời gian, mình nghĩ sẽ rơi khoảng từ 2 cho là 3 năm tới. Một cái vấn đề nữa đó là với những cái thứ được nâng cấp lên trên iPhone 12 Pro thì mình thấy rằng là nó cũng không quá là nổi trội so với cả cái thế hệ của iPhone 11 Pro hay là 11 Pro Max. Vì đơn giản là iPhone 11 Pro và Pro Max sử dụng ở thời điểm hiện tại nó vẫn rất là hoàn hảo, nó chưa có gặp phải những cái vấn đề gì cả. Trừ khi là các bạn muốn nâng cấp lên một cái cấu hình nó thực sự là mạnh với mức RAM nó là cao hơn này, bộ nhớ trong mặc định nó là cao hơn và cùng với đó là con chip nó mạnh lên hơn hẳn để sử dụng về lâu về dài cũng như là cái công nghệ mạng 5G ấy. Nhưng mà thực tế hiệu năng ở iPhone 11 Pro sử dụng vẫn rất là ngon.
5G ở thị trường Việt Nam thì thực sự là nó vẫn chưa phổ biến. Và hơn nữa, iPhone 12 Pro hay kể cả là những chiếc iPhone thế hệ mới mà sử dụng 5G thì nó đang gặp phải một cái phốt, đó là nó ăn pin rất là nhiều. Vậy nên mình nghĩ rằng có thể là ở trong thời gian tới, khoảng tầm đầu năm sau, kể cả cho là có 5G thì hầu hết người ta vẫn sẽ sử dụng mạng 4G mà thôi. Giống như là trước đây khi mà từ 3G lên 4G ấy, thậm chí rằng là cái thời điểm mà 4G mình thấy rằng nó rất là phổ biến rồi, nhưng mà những đứa bạn của mình nó vẫn còn dùng phôi SIM 3G và nó không nâng cấp lên SIM 4G. Bởi vì đơn giản là người ta cảm thấy rằng là với cái trải nghiệm đó thì nó đã là đủ rồi, không cần phải nâng cấp lên. Đó, thì mình nghĩ rằng là với cái tầm giá đó thì chúng ta hoàn toàn có thể mua được một cái chiếc máy như kiểu là iPhone 11 Pro Max. Mà những cái chiếc máy đó thì nó tương đối là bền ấy, bởi vì là thiết kế thì cũng đã qua mấy năm rồi này. Cùng với đó là cái sự tối ưu ấy, đến thời điểm hiện tại nó cũng rất là ngon rồi ấy. Nên là đó sẽ là cái sự lựa chọn an toàn hơn. Còn ở thời điểm hiện tại thì đây là chiếc iPhone có thiết kế mới đầu tiên. Nên là mình nghĩ rằng là ở trong năm nay thì mình sẽ chưa đặt cái niềm tin vào những cái chiếc iPhone mới này. Đó, có thể là năm sau thì sẽ có những cái sự nâng cấp nó mới mẻ hơn từ cái tần số quét màn hình này, độ phân giải màn hình này, hay là một số những cái thứ khác nữa, thì khi đó thì mình mới cảm thấy rằng là nó đáng mua. Chứ còn với cái sự nâng cấp ở trong năm nay như thế này ấy, thì mình cảm thấy rằng là iPhone 12 Pro nó chưa thực sự là đủ sức thuyết phục với cả cái số tiền đó. Chưa kể đến việc là cắt luôn cái củ sạc ấy, khá là cay cú, và các bạn sẽ phải bỏ thêm tiền ra để mua nếu như các bạn chưa có một cái củ sạc nhanh. Thì đó là quan điểm của mình, cũng như là một số những cái điểm mà gọi sẽ phải cân nhắc đến khi mà bỏ ra một cái số tiền nó rất là lớn, khoảng gần 30 triệu cho một chiếc iPhone 12 Pro. Còn Pro Max thì tất nhiên mức giá của nó sẽ không dưới 30 triệu đâu, đó là điều chắc chắn luôn. Đó, thì đó là quan điểm của mình. Còn không biết là các bạn cảm thấy sao về cái chiếc iPhone 12 Pro năm nay? Thực tế thì đã có rất là nhiều những cái video test trên mạng rồi ấy, thì chắc là các bạn cũng xem hết rồi. Thì bạn cảm thấy rằng là iPhone 12 Pro năm nay nó có xứng đáng so với những gì mà chúng ta đã kỳ vọng hay không? Thì xin hãy để lại ý kiến ở phía dưới comment video, chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.